Ngày 16 tháng 11, cặp đôi Puka và Jin Tuấn Kiệt tổ chức thêm một lễ cưới tại quê nhà cô dâu ở Đồng Tháp. Những hình ảnh đầu tiên về không gian cưới tại quê nhà Puka đã được một đơn vị thi công hé lộ. Từ tối ngày 14 tháng 11 công tác lắp dạp cưới đã bắt đầu, rất nhiều người tụ họp tại nhà của nữ diễn viên để hỗ trợ. Đáng chú ý, không gian tiệc cưới của cặp đôi mang đậm chất miền Tây khi làm trang trí thủ công bằng lá dừa, hoa tươi. Cô dâu đã có mặt tại quê nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc và còn hào hứng khoe ảnh giản dị ngoài vườn nhiều sao việt như lê nhân duy khánh minh dự cũng xác nhận tham dự tiệc cưới của puka tại đồng tháp đặc biệt lần này lê dương bảo lâm được đảm nhận nhiệm vụ làm mc cho lễ cưới trên trang cá nhân nam danh hải dí dỏm đăng đàn phàn nàn cô dâu puka không gửi kịch bản để luyện tập trước thánh hề cầu cứu cộng đồng mạng mai đám cưới làm mc mà kêu puka gửi kịch bản không gửi rồi mai ú a à ú ớ đừng chửi diệu lâm trên sâu vấp váp vui chứ đám mà vấp chắc sụng nụ Mong ai đó kiếm Puka gửi kịch bản cho Diệu Lâm dùng, Puka khóa máy rồi. Nhiều người cho rằng đây chỉ là tiểu phẩm của Lê Dương Bảo Lâm để tăng thêm phần rộn ràng trong hôn lễ của đàn em. Ekip của diên Tuấn Kiệt và Puka cũng hé lộ hôn lễ ở Đồng Tháp sẽ có đội vệ sĩ kết hợp với dân phòng địa phương để đảm bảo an toàn cho khách mời, nghệ sĩ khi di chuyển ra vào bên trong nhà cô dâu. Ngoài ra, ekip cũng tiết lộ lo lắng và sợ sẽ xảy ra sự cố gây mất trật tự vì nhiều người lạ tập trung, vì thế cần đảm bảo công tác siết chặt an ninh. Tuy nhiên, phía Puka và Jin Tuấn Kiệt cũng dặn dò phía đội bảo vệ không được căng thẳng, nạt nộ mà phải giữ thái độ lịch sự và bình tĩnh với người dân. Chia sẻ về lý do tổ chức đám cưới tại nhiều nơi, Puka cho biết lúc đầu Puka rất thích tổ chức một đám cưới ngoài biển. Đám cưới là sự kiện trọng đại mà, đời con gái chỉ có một lần nên mình phải ưu tiên điều mình thích chứ. Puka có chia sẻ với Jin và cả hai quyết định tổ chức một đám cưới ở biển để chung vui với gia đình, bạn bè và những anh chị em đã đồng hành cùng hai đứa trong suốt 4 năm qua. Còn buổi tiệc ở thành phố Hồ Chí Minh là buổi tiệc ở nhà trai. Anh Jin là con trai một trong nhà nên bắt buộc phải có một đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh để họ hàng đến chúc phúc. Còn Puka cũng là con gái được cả họ trông mong lấy chồng nên không thể bỏ lỡ ngày cưới dưới quê Đồng Tháp, nhờ như vậy mà có ba nơi. Thật ra như vậy có hơi mệt và đuối cho mình lẫn khách mời luôn. Lúc đầu Puka nghĩ mọi người sẽ đi một lần thôi, tại vì ngay cả mình mà còn thấy phiền mà. Thật sự rất ngại vì mời bạn bè đi cưới đến ba lần nhưng cuối cùng lại không nghĩ được mọi người yêu thương đi đám cưới nhiệt tình đến như vậy. Có người đi đến tận ba nơi nữa. Sáng 15 tháng 11, dàn sao Việt như Hải Triều, Nam Thư, Jun Phạm, Duy Khánh cũng đã lên đường về quê Puka để dự hôn lễ. Đáng chú ý, nhân vật đang được đổ đồn sự quan tâm nhất chính là Khải Như bởi những ngày đãi tiệc của Puka trước đó đều vắng mặt cô. Điều này làm rộ lên tin đồn cạch mặt giữa hai nữ nghệ sĩ từng rất thân thiết. Không chỉ vậy, mới đây, Khả Như còn đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý, có phải niềm vui mỗi ngày là thấy những người mình yêu thương luôn hạnh phúc đúng không? Và mèo, biệt danh của Khả Như, cũng hạnh phúc. Cô không phát tín hiệu nhập hội sao Việt về miền Tây dự ngày vui của Puka. Lê Dương Bảo Lâm được cô dâu, chú rể giao trọng trách MC của chương trình nên cũng có mặt tại nhà Puka từ sớm. Nam diễn viên liên tục cập nhật hình ảnh về không gian tổ chức lễ cưới. Lê Dương Bảo Lâm còn bật bí rằng cô dâu chú rể yêu cầu khách mời diện đồ bà ba đúng với nét đẹp miền quê sông nước đặc biệt anh còn hé lộ màn đón dâu bằng đường thủy cực độc đáo những thông tin này khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi cảm ơn bạn đã xem hết video trên kênh vn tin tức nếu thấy video này hữu ích hãy like chia sẻ và ấn đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng gửi tới các bạn xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin sau